Ông Phan Văn Anh Vũ, tự Vũ nhơm, đề người đang bị chính quyền Hà Nội ra lệnh truy nã. Có tin mới về Singapore chặn lại và tạm giam khi muốn rời nước này để sang Malaysia. Báo Straits Times của Singapore thuộc lại luật sư người địa phương được gia đình ông Phan Anh Anh Vũ thuê cho biết ông Vũ đến đây từ hôm ngày 21 tháng 12 nhưng không thể rời khỏi Singapore vì visa của ông bị Việt Nam hủy bỏ. Một luật sư khác tên là Remy Mitchell cho hãng thông tấn Reuters biết cũng được gia đình ông Vũ thuê và cho hay ông Vũ nộp đơn xin tị nạn tại một nước ở Âu Châu. Một luật sư khác tên là Phô Châu Minh cũng cho biết ông đang xin tiếp xúc với thân chủ là ông Phan Văn Anh Vũ hiện đang bị tạm giữ. Trong khi đó, thì Đại sứ quán Việt Nam tại Singapore nói với đài BBC qua điện thoại rằng họ không hay tin gì về việc ông Anh Vũ bị bắt và tạm giam tại nước này. Đài VOA thuộc lại lời luật sư cho ông Vũ tại Frankfurt là ông Victor Brauss cho biết rằng ông Vũ muốn xin tị nạn tại Đức và vị luật sư này đã liên lạc với đại sứ quán Đức ở Singapore vào hôm 31 tháng 12, ít ngày sau khi ông Vũ bị giữ. Cho tới ngày 2 tháng 1, ông Flat vẫn chưa nhận được phản hồi nào từ cơ quan đại diện ngoại giao cũng như là Bộ Ngoại giao Đức. Trước đó, thì ông Vũ Nhôm bị cáo buộc làm lộ bí mật nhà nước